Các chủ shop ơi, người người nhà nhà đang livestream trên TikTok shop rồi. Còn chần chờ chi nữa mà bạn chưa thử? Hi hi, chào mừng các bạn đã quay trở lại với TikTok shop A to Z cùng Kiosk Việt. Livestream bán hàng trên TikTok shop đã là hình thức quá đỗi quen thuộc với tất cả chúng ta rồi phải không ạ? Nhưng làm thế nào để có thể livestream trên nền tảng này? Tại sao tài khoản của chúng ta lại không thể livestream được? Hãy cùng Kiosk Việt giải đáp những thắc mắc này trong video ngày hôm nay nhé. Trước khi tính đến chuyện là livestream của chúng ta có nhiều người xem hay không thì mình phải đảm bảo rằng tài khoản livestream của chúng ta được phép livestream đã. Bạn hãy kiểm tra đầy đủ các điều kiện sau nhé. Thứ nhất, tài khoản của bạn đã trên 1.000 follow hay chưa? Thứ hai, chủ tài khoản TikTok phải từ 16 tuổi trở lên. Và thứ ba, rất là quan trọng, đó là tài khoản của bạn chưa từng vi phạm các chính sách của TikTok Shop. Nhưng nếu như bạn chưa đủ 1.000 follow thì sao? Đừng lo, hãy làm theo cách sau đây nhé. Các bạn chọn mục tôi, sau đó chọn biểu tượng 3 dấu gạch ngang, cài đặt và quyền riêng tư. Tiếp tục chọn báo cáo vấn đề, nhấp chọn live, chọn xem live và chọn các sự cố khác khi xem live. Tiếp theo bạn chọn không và tiếp tục chọn bạn vẫn cần thêm trợ giúp. Tại đây hãy viết lý do để TikTok xét duyệt cho tài khoản của bạn được phát trực tiếp. Cuối cùng chỉ cần nhấn báo cáo và chờ đợi là xong. Sau khi được TikTok phê duyệt xong, bạn chỉ cần thực hiện các thao tác dưới đây là có thể bắt đầu công cuộc livestream bán hàng trên TikTok Shop rồi. Bạn mở TikTok lên, bấm vào dấu cộng để chuyển sang màn hình bật live trên TikTok. Ấn vào live bên cạnh mục video. Bạn đặt tên cho livestream của mình, một cái tên thú vị sẽ thu hút được nhiều người xem hơn. Tiếp theo, bạn chọn tab sản phẩm ở bên phải màn hình, chọn thêm từ cửa hàng. Sau đó, bạn chỉ cần nhặt những sản phẩm mà mình muốn bán trong livestream này và nhấn vào nút thêm. Xong xuôi thì bạn chỉ cần ấn go live là có thể bắt đầu livestream được rồi. Cuối cùng, để TikTok không liệt vào danh sách ban và bị bóp tương tác, bạn chỉ cần lưu ý các điều sau đây. Thứ nhất, bạn không nên kêu gọi khách hàng để lại thông tin như số điện thoại của mình, bởi đây sẽ là hành vi mà TikTok coi là vi phạm chính sách. Bạn chỉ cần hướng dẫn khách hàng click vào link mua sản phẩm đã được ghim là ok. Thứ hai, bạn sẽ không được livestream bán hàng các sản phẩm mà mình không ghim tại đây. Thứ ba, bạn cũng không nên kêu gọi khách hàng click vào link bio hay là chuyển sang các trang khác, ví dụ như là Facebook, Shopee hay Lazada, bởi đây sẽ được TikTok coi là một hành vi vi phạm. Thứ tư, bạn không nên sử dụng những trang phục quá mát mẻ hay gợi cảm. Thứ năm, bạn cũng không nên để màn hình livestream bị trống mà luôn luôn cần phải có con người và có sự chuyển động trong đó. Vi phạm chính sách càng nhiều thì tài khoản TikTok Shop của bạn sẽ càng bị giới hạn lên xu hướng, giới hạn mắt xem và giới hạn tương tác. Vì vậy, hãy lưu ý thật kỹ nhé. Nếu như còn bất kỳ thắc mắc nào bạn chưa được giải đáp, đừng ngần ngại comment để chúng ta cùng thảo luận nhé.